chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Khí lực sánh đôi Body and Brain. Nếu thời gian không dư, không thiếu dù chỉ một giây để các cặp đôi thể hiện sức mạnh cường tráng, là cơ hội thể hiện tầm hiểu biết sâu rộng. Dù ai nói ngỏ nói nghi, lòng ta vẫn vững như kiểu ba chân. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược giả Quốc Thuận và chiến lược giả Phương Thành, đồng hành cùng là MC Quyền Linh. Nếu muốn giải thưởng với tay mình, hãy để trí lực dẫn đường cho bạn. Trí lực sánh đôi, 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chào quý vị và các bạn đến với trí lực sánh đôi Body and Brain. Mời quý vị ta đón chào Minh Xu và Ai Phương. Đầu tiên là ai quý vị? Đó chính là Mando và Nico Lan Trân. FIFA World Cup 2018 được tổ chức ở nước nào? Nga. Chính xác. Trong MV ca khúc Em Gái Mưa, tóc của Hương Đàm có màu gì? Màu đen. À, cái kèm. À, cái này là cái cờ lê nè. Hay quá trời ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Nhắc đi Phương ơi. Nhắc đi. Nhắc đi. Rồi, chúc mừng. 10 giây. Yeah. Rồi, quyết định. Không mua. Thật là sôi động, thật là trẻ trung, thật là đẹp đẽ. Cảm ơn các vũ công xinh đẹp của chúng ta. Một tràng pháo tay cho họ nào. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta lại gặp nhau vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, có thể nói Trí lực sánh đôi là một chương trình rất là hấp dẫn. Vào buổi trưa chúng ta làm gì? Thường thì mình ngủ đúng không? Mình lấy năng lượng để chiều làm việc không? Đừng ngủ quý vị, thức dậy đi. Cùng hòa chung với chúng tôi với những câu hỏi về kiến thức, câu hỏi mẹo, đố vui và những cái phần thi lực rất là hấp dẫn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu hai chiến lược gia của chúng ta, đó chính là Phương Thanh và Quốc Thuận. Thôi mệt quá. Giờ này thì không biết là Phương Thanh có khỏe mạnh tinh thần hay không nè. Rất là khỏe. Đúng vậy. Đó. Lúc nào cũng tươi trẻ. Chúng ta nói chuyện với nhau, chơi những trò chơi và được nghe những câu hỏi, những câu trả lời rất hay. Chúng ta cười thoải mái. Tại sao đó, chúng ta gọi là không khỏe? Đó. Rất là khỏe. Còn những ai chưa khỏe thì hãy nhớ đúng 12 giờ trưa ngày chủ nhật là mở chương trình lên xem. Chương trình Trí lực sánh đôi của chưa của VTV3 là chắc chắn là sẽ khỏe. Đúng không nào? Đúng rồi. À. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về một chút xíu đội của mình đi. Hai thành viên của đội tôi là những người nói rất nhiều. Một người vừa là ca sĩ vừa là MC. Rồi. À, giống anh Quyền Linh, đúng chưa? Còn người kia đó vừa là ca sĩ, vừa là MC mà vừa là người mẫu luôn. Trời ơi, nổi tiếng quá. Còn đội Phương Thanh sao? Nói chung đội bên Phương Thanh luôn luôn là hoàn diện. Đó, đẹp đúng không? Đẹp, có tài. Nam và... đẹp không? Đẹp và cao luôn. Thôi bây giờ chúng ta bắt tay vào việc đi. Vô. Hai chiến lược gia về vị trí ngồi đi ha. Hôm nay chúng ta sao, hòa thuận hay là chúng ta nội chiến? Thôi chắc chắn ngày hôm nay không thể nào hòa thuận được đâu. Không hôm luôn nay hả? Chắc chắn sẽ là nổ ra một trận, với nên là sinh tử lửa ha. Chúng ta vừa gặp gỡ hai chiến lược gia Quốc Thuận, Phương Thanh rồi. Còn hai đội chơi là ai? Mời quý vị chúng ta đón chào. Đội đầu tiên đó là đội của Quốc Thuận. Đó chính là ai? Là Minh Xu và Ai Phương. Trời ơi, thấy ghê chưa? Đó, thấy ghê chưa? Ủa, hết rồi. Dạ.
Dạ, chào quý vị. Dạ. Sầu ơi. Dạ Linh. Xin chào. Xin chào. Dạ, dạ, Linh. Dạ anh Thuận. Nói chung á là hai bạn này cũng chưa có uống thuốc. Và bây giờ đội thứ hai là ai quý vị? Cũng là một diễn viên, cũng là một ca sĩ, cũng là một MC. Đó chính là Macho và Miko Lan Đinh. Trời ơi. Bên này cũng chưa uống thuốc luôn hả? Dạ đâu có, có uống thuốc nhưng mà nó bị quá đát. Mà em có một điều em muốn hỏi riêng chị Chanh. Là hồi nãy lúc mà anh Linh hỏi chị là nữ có đẹp không, em thấy chị bất lờ câu hỏi đó. Chị bất lờ. Đúng rồi. Sao vậy chị? Từ bữa giờ là đội Phương Thanh toàn là đẹp nhưng nói ít, hôm nay có người nói nhiều, chị mừng lắm em biết không? Được, đẹp và nói nhiều. Em không phụ lòng chị. Yeah. Đó, bây giờ cái câu hỏi của Lan Trinh là đã giúp cho Phan Lê Ái Phương coi như là hôm nay tự tin rồi đúng không? Tự tin đấy chưa? Đó. Lê ôm anh cái hả? Đó, coi như bây giờ tôi giới thiệu Phan Lê Ái Phương là không hề sai lầm. Thật sự mà nói là Mick đã ôm chị Phương Thanh rồi, em đã ôm Thuận rồi, bắt vô. Nào, đó. Về với nhau nào con. Chị ơi, anh ơi, còn có mình anh thôi đó. Thôi bây giờ lỡ rồi, Minh Sù với Basso ôm Quyền Linh luôn đi. Đó. Hồi nãy đây có giới thiệu là cái đội của em đó là có một nhân vật vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ sáng tác, mà sáng tác ca khúc hit luôn mới ghê. Đúng rồi. Dạ em sẽ hát một cái đoạn này nhưng mà không phải là bài em hát mà là em viết cho người khác. Thì rồi, cái bài này cũng là mong muốn của em đối với tất cả mọi người, hãy thương yêu đội tụi em. Đó đúng rồi, đội tụi em sẽ song kiếm hợp ích một bài hát được mang tên Trót Yêu sáng tác Ái Phương dẫu. Yeah. Hai ba. Người nói yêu anh đi. Nói thương anh đi. Để cho con tim này đừng ngóng trong hồ gầy. Hãy đến bên anh đi. Để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ. Hay quá. Chuyện này kiểu quá, để cho ta được từ giá người yêu rồi nói lên lời liếm. Nhưng pháo du quy đưa tiếng ta đi thì tại sao có binh sĩ bao dây quân hầu giăng kích lối, kìa người yêu ta đã đứng nép mình để đợi chải chàng ơi, xin hiểu cho chinh giữ hiếu thân để mãi mang tiếng phụ nhau. Cặp này hay quá, cái cặp đây đi coi sao. Đó, cặp này tới cặp Chanh với Thuận nè. Trống vắng, trống vắng gì đi. Trống vắng chiều nay đi. Em nghe chị hát rồi nhưng em chưa bao giờ thấy anh nghe Quốc Thuận hát đúng không? Múa hát em rất thích. Quốc Thuận múa. Rồi hát đi, múa lên. Hát đi. Chiếc lá. Ngồi nhìn chiếc lá. Dừng dỡ theo con nguồn lá rơi. Rồi khi anh đến dịu em trong cuộc đời. Nhớ. Thôi khó quá. Bạn này không có muốn thôi. Vé đó bán không được đâu. Được rồi, chúng ta cho các nghệ sĩ một tràng pháo tay nào quý vị. Tất cả mọi người đã sẵn sàng. Chúng ta chuẩn bị bước vào cuộc chơi ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là gì? Đó là nghỉ giải lao vài phút. Yeah. Chào đón quý vị quay trở lại với vòng trang bị của Trí Lực Sánh Đôi. Ở vòng chơi này thì có hai phần. Phần là thi trí và phần là thi lực. Thi lực như thế nào? Mời quý vị hướng về màn hình.
thử thách thể lực đầu tiên mang tên sức mạnh đôi tay. Người thể lực có nhiệm vụ dùng hai tay để giữ khối lập phương cao qua đầu, sao cho không khối lập phương nào được đụng đầu hoặc rớt xuống đất. Thử thách không nhỏ, nên người trí tuệ phải cố gắng trả lời đúng để nhận được 10 điểm mỗi câu, tương ứng với 500.000 đồng tiền thưởng nha. Thời gian thử thách sẽ kết thúc khi người chơi thể lực không thể tiếp tục được nữa. Thế nên, người thể lực ơi, người trí tuệ phụ thuộc vào bạn đấy. Đó, tình hình thi lực là như vậy. Bây giờ thì tới giờ làm việc của hai bạn rồi đấy. Đội của Vương Thanh chắc chắn sẽ chọn Bezo rồi đúng không? Với một cái bề dài của bốn cái cục đó thì chỉ có 1m85 Bezo là có thể làm được chuyện đúng không? Đó. Không, không, bây giờ chị nói vậy không lẽ em 1m7 mấy em không làm được? Anh nói cho nghe, bên đây có Bezo dài đòn, bên kia có Ái Phương dài đòn. Đó, đúng chưa? Đúng rồi. Cho nên anh quyết định anh chọn em tham gia. Anh tin em. Anh tin em, anh tin em nha. Quan trọng anh tin em. Anh tin em làm được. Như vậy là bên đây á là Bezo, bên kia là Minh Xu. Cho dù thước tắc có thua đi nữa, chúng ta vẫn ngẩng cao đầu, nâng cái cục lít này lên. Bây giờ hai người tù xì đi, ai thi trước? Đúng. Trời đất ơi, lớn lớn rồi mà chơi cái trò lớn vậy. Anh Thuận ơi, cố lên. Trời ơi, mình thắng hay thua vậy má? Mình thắng. Mình thắng mình chơi sau đi. Chơi sau chị ơi. Đúng. Em ơi, mình chơi trước để cho người cái đội sau thi để rút kinh nghiệm để thua. Qua đây cưng. Cố lên anh, I love you, Minh Xu. Bắt đầu. FIFA World Cup 2018 được tổ chức ở nước nào? Nga. Chính xác. Trong danh sách các môn thi đấu ở World Cup 2018 có môn trượt tuyết hay không? Có. Không có. Football trong tiếng Mỹ là môn thể thao gì? Bóng bầu dục. Chính xác. Rất nhiều. Hai bạn được hai câu. Như vậy là chúng ta có hai câu trả lời đúng, các bạn nhận được 1 triệu đồng. Chúc mừng. Mời đội Bezo và Nico Lan Kinh. Và câu hỏi bắt đầu. Hàn Quốc có 9 tỉnh, trong đó duy nhất có một tỉnh tự trị, tỉnh đó tỉnh nào? Jeju. Chính xác. Quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất trong khu vực Đông Nam Á? Nhỏ nhất, bỏ qua. Rồi, một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh, nút bị kẹt, hỏi phải mở nút bằng cách nào? Đốt nóng cổ chai. Chính xác. X chia 5 bằng 2050, vậy X bằng mấy? 2050 X chia 5. Rồi suy nghĩ chi nó vậy? Rớt vậy, phải bỏ qua. Không bỏ qua. Bỏ qua nhanh. Rồi sao? Bởi mới thấy nè, bắt lại coi. Nè, đâu có dễ đâu. Khó. Như vậy là bên đây cũng không có thơm gì bên kia. Không phải anh. Cho em đến đâu? Không. Em được 1 triệu đồng. Sau cái này em xác định rằng là em cũng mạnh như mấy rồi chứ bộ. Hai câu. Thôi đừng có tranh cãi gì hết. Đây chỉ mới là vòng khởi động thôi. Mỗi bên được 1 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với thử thách của chương trình Kỷ lực sánh đôi. Quý vị đang đến với phần thi thứ hai, trí lực sánh đôi. Ở phần thi này, chúng ta sẽ thi trí trước. Thi trí là thời gian để dành cho bạn thi lực. Có nghĩa là chúng tôi sẽ đặt ra câu hỏi, các bạn trả lời. Mỗi câu hỏi, các bạn nhận được 10 giây. Cuối cùng các bạn có bao nhiêu câu đúng, chúng ta sẽ cộng lại bao nhiêu giây đó. Và số giây đó, thời gian đó sẽ dành cho bạn thi lực. Đơn giản là như vậy. Thử thách ở phần này có tên gọi đoán đồ vật. Dựa vào thời gian người trí tuệ kiếm được trước đó, người thể lực sẽ phải đoán chính xác đồ vật đặt trong một thùng kín. Mỗi đồ vật chính xác, đội chơi sẽ nhận được 10 điểm, ứng với 500.000 đồng tiền thưởng. Chúc đội chơi may mắn nha. Bây giờ hai đội đang bằng nhau rồi. Không ai hơn thua hết. Là muốn đổi cũng được mà không đổi cũng được. Dạ. Tùy hai đội. Thôi giờ mình chọn cái người thi lực trước đi nha. Nếu mà cái người chọn được người thi lực thì chắc chắn cái người kia phải thi trí rồi. Đúng rồi. Nếu mà nói về cái độ lì á thì tôi nghĩ là Ái Phương rất lì. Cho nên em xứng đáng được chọn vào thi lực, cho nên là Minh Xu bước lên chuông đi em. Cố lên anh. Dạ. Bên đây Phương Anh thế nào? Thay đổi luôn, phong thủy theo luôn. Minh Xu là sẽ có Bezo luôn. Bezo. Ê coi chừng đó. Coi chừng hai bên bằng điểm với nhau nữa rồi. Để sao? Nữa cho vui. Tôi đọc câu hỏi xong, bạn nào biết
nhấn chuông trả lời. Khi tôi hỏi xong, bạn này trả lời không được thì bạn kia có quyền nhấn chuông và trả lời tiếp theo. Một câu hỏi đúng là 10 giây. Cứ thế mà ta tiến lên. Câu hỏi bắt đầu. Mã điện thoại quốc gia của Việt Nam là bao nhiêu? Cộng 84. Chính xác. Thánh nữ nhạc sầu là cụm từ cư dân mạng Việt Nam chỉ đến ai? Bích Phương. Chính xác. Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2008 là ai? Ai? Thùy Lâm. Thùy Lâm. Hết thời gian rồi. Bây giờ nói đi. Ai? Hình em Mai Phương Thúy. Sai luôn. Thùy Lâm. Đúng Lâm. Rồi, nhưng bởi vì em đã hết sai. Quyền ưu tiên rồi. 34 là tên gọi cũ của quốc gia nào? Iran. Chính xác. Chú bé loắt chắc, cây sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu ngên ngên. Câu thơ này miêu tả cậu bé nào trong văn học Việt Nam? Lượm. Chính xác. Một băng giấy hình chữ nhật có chiều dài 24 cm, chiều rộng 8 cm, chu vi băng giấy là bao nhiêu? Giờ mới tính từ từ. 3, 2, 1. 64. Ca sĩ Việt Nam nào từng hát song ca với nữ diễn viên Triệu Vy? 3. Ai vậy? 2, 1. Đan Trường. Đan Trường. Chính xác. Em trả lời Đan Trường rồi mà. Giờ hết rồi. Hết giờ rồi. Nào, trong đơn vị tính của máy tính, 1 byte bằng bao nhiêu bit? 3, 2, 1. Sai. 8 bit. Chính xác. Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông. Trên quỹ đạo có hình gì? Yeah. Elip. Chính xác. Con gì bỏ đầu bỏ đuôi thành con chim? Con gì? Con cóc. Mình thấy chính chơi xác. Đó. Ừ. Cầu móng bắc qua kênh Tàu Hủ bên Nghé, nối liền quận 1 và quận 4, được xây dựng năm 2011. Đúng hay sai? Sai. Đúng rồi. Câu đó là... Là sai. Sai. Bởi vì cái cầu đó đó là có từ thế kỷ thứ 19 đặng. Dạ. Vậy? Chứ không bắt qua kinh khác hả? Sai bét luôn. Thôi tiếp tục nha. Tiếp theo nào. Chùa Thiên Mụ nằm ở tỉnh nào? 3, 2. Ở đúng đó rồi. Đó. Ừ. Con mèo có 3 màu vàng, trắng, đen có tên là gì? Mèo tam thể. Đúng yeah. rồi. Trong MV ca khúc Em Gái Mưa, tóc của Hương Tràm có màu gì? Màu đen. Rồi. Bạch Kê là gà lông trắng, Quỳnh Kê là gà lông vàng. Vậy ok là gì? Ok là đồng ý. Chính xác. Ngành công nghiệp được gọi là ngành công nghiệp không khói là ngành nào? 3. Du lịch. Chính xác. Trong truyện Thằng Bòm, Phú Ông xin đổi bao nhiêu gỗ liêm để đổi lấy quạt mo? 1 bè gỗ liêm. Chính xác. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ? Sương động trên lá cây, sương mù, mây, hơi nước. Hơi nước thì... Chính xác. Cây nó dài. Cây nhang đốt càng nhiều càng ngắn. Vậy cây gì đốt càng nhiều càng dài? Xe. Chính xác. Bình Thuận nổi tiếng với loại trái cây nào? Thanh long. Đúng rồi. Theo lịch sử Việt Nam, nhà hát lớn Hà Nội và nhà hát lớn Sài Gòn, cái nào có trước? Nhà hát lớn Sài Gòn. Chính xác. Trong luật thi đấu bóng chuyền, có một cầu thủ duy nhất được mang trang phục khác màu, đó là ai? Libero. Chính xác. Đằng sau màn đêm hắc ám của thứ sáu ngày 13 là gì? Sáng thứ bảy ngày 14. Đúng rồi. Trong y học, phương pháp giảm đau tại chỗ có tên là gì? Gây tê. Đúng rồi. Bộ phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè được quay hình ở quốc gia nào? Nhật Bản và Việt Nam. Chính xác. Khí nhẹ nhất là khí nào? Heli. Cái gì? Heli. Anh đi tao. Gì? Heli đúng rồi. Heli đúng rồi. Bấm. Khí Heli. Khí Hydro. Rồi chính xác. 2 mét 2 cm bằng bao nhiêu cm? Dạ có thể đọc lại câu hỏi không? Không. 3, 2, 1. 2002 cm. Sai. 202 cm. Chính xác. Có mấy hành tinh trong hệ mặt trời? 9. Sai. Bao nhiêu? 3, 2, 1. Không phải. Có 8. Trời ơi! Ca khúc 4 chữ lắm do Trương Thảo Nhi và Trung Nhân thể hiện miêu tả 4 chữ lắm. Vậy 4 chữ lắm đó là bao gồm những gì? Yêu lắm, thương lắm, xa lắm mà đau lắm. Chính xác.
hai biểu tượng của lễ phục sinh là mình gì? Mình đi đi. Chơi đi. À, lễ phục sinh hả? À, ba cỏ và trứng. Chính xác. Chúng ta sẽ công bố kết quả sau thời gian khá căng thẳng giữa hai đội. Đội Quốc Thuận có 13 câu, các bạn có 130 giây. Và đội Phương Thanh có nhỉnh hơn chút xíu. Bắt đầu có 15 câu đúng, 150 giây dành cho các bạn. Mọi người sẽ dùng thời gian đó làm gì? Mọi người sẽ dùng thời gian đó để cho phần thi lực. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi.